Dạ, mến chào bà con và các bạn đến với kênh Liêm Nguyễn nha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn Văn Giang, giao lưu có một số mặt hàng hoa giấy đang nụ nở về mình chơi Tết nha bà con. Một số mặt hàng siêu bông bà con mình chơi quanh năm luôn. Đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Rồi Văn Dạ, Giang. chào anh Liêm và chào bà con ở miền Tây Bắc gần xa ha. Nay có số hoa giấy gì trang trí cho cả nhà mình ngắm hoa rồi chơi. Ở đây đầu tiên cây số 1 ha. Dòng tuyết siêu hoa là tím tuyết ạ. Tím tuyết siêu bông. Cao này là 65 ạ. Ngang 54. Cổ chỗ nhỏ đi. Nhỏ này 12 cả nhà mình ơi. Đó, này hai gửi nó lạng lạng như trên hình luôn ha. Mã số 1 ạ. Một đóa hoa như mini. Ừ. Tím tiết xin luôn nhà mình là 220k cả nhà. 220. Hai là bao ship tới nhà Trên mọi miền Tổ quốc luôn nè. ha. Đúng rồi, trên mọi miền Tây Bắc luôn Liêm ơi. À, bên em là hoàn toàn bao ship cả nhà. Tất cả những đơn hàng ạ. Mã số 1. Mã số 2 cái hồng găng. Đó. Này thì gốc nó bự mà chưa có tàn đặc lắm ha. Hồng găng. Bông đậm. Đậm ở đó luôn nè. Hồng gân, hồng sắc pháo. Cao nó là 80. Ngang là 60. Cây phụ đế rất là Cụ quái đế nha. cái này là nó đá nè. Vành cổ là 19 dữ à. Thôi cụ đế nè. Mà nó có gì lúc chạy lúc vận chuyển bứng cây như vậy nha. Nhẹ vậy Nó rất là khô ha. lâu rồi ha, nó cũng y như vậy luôn. Y vậy không sao vậy chứ. Mã số Số 2 2. nha. Cái này em xin vô luôn cái nhà mình 300k cái nhà mình đây. 300k. Mã số 2 cái hồng găng gốc bự cái nha. Mã số 3. Hai màu ha. Trắng tuyết và tím tuyết ạ. Hai màu À. siêu bông. Cao là 70. Ngang gì là 50. Mình cổ này là 15 gửi cái nhà mình đây. Đó, góc đế như trên hình luôn cả nhà. Cái này em xin giao lưu là 250k bao ship luôn cả nhà mình đây. 200 gửi Trăm ạ. rưỡi đó hoa hai màu ha. Hai màu tuyết. Này là Liễm chơi tuyết, hoài luôn nha trắng cả tuyết. nhà. Mã số 3 ạ. Dòng này nó ra bông rồi bà con, mình muốn ra hoa hoa mới, bà con mình lặt bông cũ, hái bỏ đi. Thì nó sẽ ra hoa mới. Số 4 coi nha. Là cẩm thạch tím ha. Cẩm thạch tím, cái phớp Số vàng tròn 4. như dụ ha. Tàn tròn đặc. Cao này thì 68 ạ. À. Ngang này thì nó tính đặc khừ luôn là 60 ha. Quần cổ này là 14 cái nhầm đây. Đó. Đó. Cái này mà cắt một gửi đất lượng cũng được ha. Còn cái rễ phụ ha. Đó, đúng rồi. Mã số 4 coi nha. Cái này em xin cho luôn cái nhà mình là 200 200k luôn cả nhà mình ơi. 200k luôn. 200k luôn, bao ship Bao mà. ship luôn. Đặc hư luôn nha cả nhà. Cẩm thạch tím Cẩm siêu thạch bông. tím mà. Mã số 4. Mã số 5. Vẫn cẩm thạch tím luôn cả nhà mình Một rễ co lắc. ơi. Dòng cẩm thạch thì nó cũng dễ rụng đi cũng dễ rụng bông cả nhà. À, em mà nó lại là cũng xuyên hoa. Cao này 73. Ngang này 60. Quanh cổ đây 11 rưỡi cái nhà mình đây. Một rễ co lắc. Một rưỡi cô lắc luôn. Cái này xin lưu là 200k luôn cả nhà mình đây. 200k bao ship luôn. Bao ship luôn. À, một cẩm thạch tím cả nhà. Cẩm thạch tím. Ưu điểm của hoa giấy thì nó sức sống rất là khỏe nha bà con. Nhưng À, cái số 5. khuyết điểm của nó là khi mà vận chuyển mình gói hàng á, Đúng nó rồi, dễ dễ rụng. rụng bông, rụng lá. Mà nó dễ ra hoa lại lắm ha. Nhưng mà sức sống nó rất là mãnh liệt nha bà con yên tâm. Mã số 5. Hồng găng cả nhà mình đây. Cao này thì nó 80 hơn. Ngang này thì 65. Một rưỡi luôn ha. Đây đòi cho nhỏ luôn. Nhỏ là 11 rưỡi cái nhà mình đây. Đó. Cây xinh xinh nhỏ nhỏ nè. Cái này dán 200k bao ship luôn cái nhà mình đây. 200k cho cây hồng gân. Hồng găng. Mã số Số 5. 5. Anh có ghi rồi đó. 5. Rồi, sửa lại đây luôn. Hồng găng cái nhà, mã số 5 ạ. À. Lên cái bự đi. Mã số 6. Trời ơi, cấm đầu. Này là cây ngũ sắc ha. Cây vừa rồi là cây số 6 chứ không phải số 5. Đúng không? 6, đúng rồi. Đúng rồi, cây vừa rồi là cây số 6 nha bà Cây con. vừa rồi là cây số 6 Cây ạ. vừa rồi là cây số 6, hồng gân số 6. À. Hồng găng là số 6, Và đúng rồi. cây trên màn ảnh bà con mình đang xem là cây số Cây 7. tới cây số 7 cả nhà. À, ghi nó hơi lộn, số 7. Rồi. Điểm màu ha. Tím sen. Tím sen.
cam lửa, cam lửa là 2, đỏ đỏ là 3, vàng vàng 4, hồng găng rồi, hồng găng ngay tay anh nè, à. Hồng găng chưa hoa, hồng găng chưa hoa, 5 5 cái 5 màu cái nha, 5 màu bởi đế nó lực bự luôn nè, chiều này cao là 85, ngang là 70 hơn. Đây này, thấy cây hoành này cổ dễ ha, nuôi tàn nha bà con, đế khỏi nuôi, đế đẹp quá rồi. Hoành cổ là 24 yếu rồi, bởi đế là hết quen nói dòng ha, đế luôn đi. Đó. Bự chà bá luôn. Giờ cây này xin như luôn cái nhà mình là 500k cái nhà mình đây. Cho cây 5 màu ha, 5 màu 500k mã số 7 cái nhà, cây to đẹp, nuôi tàn phốc chốc ha, nuôi đế thì tới 3 năm là cái nhà mình đây, mã số 7. Cái mã số 8 cẩm thạch luôn cái nhà, đó là một thạch co lắc như trên một hình luôn, cô co lắc quái tàn du, cao là 68 ạ, à. Ngang 60, một bò duy nhất nó dính một bò mã lắc đã ha, vành cổ đây 13 cái nhà mình đây, bò này dính luôn nè bà con ơi, đó. Liền tốt luôn, mã số 8 cả nhà. Rồi cái này em xin cho luôn cái nhà mình là 220k cả nhà mình đây, 220 mã số 8 ha, cẩm thạch tím ạ, à. Đây tới mã số 9 này nó co lắc ác nữa nè, số 9 siêu bông, cây này là cũng phơm tàn dù mịn nha bà con, cao này thì nó 60, ngang 60, cái dòng à, cái có cái này là gì chế tết ngon này. Thế nó được nè, mình có 14 rưỡi cái nhà này, một rễ co lắc như trên hình luôn nha cả nhà, một rễ co lắc cũng một bo duy nhất, một luôn bo duy nhất luôn, này, liền bự gần liền cốt luôn rồi. À, cái này là xin luôn cái nhà mình 220k luôn cái nhà, mã số 9 nha, số 9 rồi, 220 cẩm thạch tím mã số 9. Tên mã số 10 à, này cũng 5 màu cái nha, điểm màu ha, đỏ đỏ cam cam tím tím sen hồng gân, hồng gân à, đỏ vàng à, chúng đó cam màu đó màu vàng, vàng đỏ vàng hồng gân tím sen, tím sen 4 màu, trước thấy mắt là thấy được có 4 màu, còn cái này thấy 4 màu à, mình sẽ dính năm mấy ta thôi, 4 màu luôn cả nhà mình ơi, cao này dưa 1 mét ạ, ngang là 70, là những cái nụ nhỏ đây còn cái nhà, à, mấy cái này đi lỡ cái rụng gì cũng còn mấy cái nụ nhỏ trên bông ha, nó ra tiếp là bông tiếp luôn ạ. Bà con mình chơi mấy cái dòng mà ngũ sắc thái, bà con mình để cái tàn thả tự nhiên là hoa nó ra hoài nhiều, con lại là nó mất. Rồi mã số 10 cái nhà, mình cổ nó 21 ha, đó, bởi đế bự luôn cái nhà này, cây lắc lượng ha, lắc lượng sắn sắn luôn nè, mã số 10 ngũ sắc này 4 màu chứ, 4 màu ha, tứ sắc xin luôn cái nhà mình là 500k luôn cái nhà mình, bao ship luôn ạ, bao ship tới nhà cái nhà, mã số 10 ạ. Mã 11 ở em dưa hấu luôn, này phải gì cả nhà mình tự sửa ha, tự sửa tớ. 11 dưa hấu đỏ. Hoa này tới Tết luôn nha bà con. Cao là rồi. 65 ạ. À. Ngang thì 50 đạt. Cổ đây thì nó 12 cái nhà mình đây. Hai gửi chân ngoài gì ha. Mã 11 cái nhà. Dưa hấu này em xin lưu là 220k cả nhà mình đây. 220. Cho mã số 11 ạ, à. Dưa hấu mã số 11 cả nhà. Cho một em dưa hấu hai gãy. Chế ngoại. Rồi, mã số 12. Đây, này hai màu ha. Heo. Hồng gân và dưa hấu đỏ. Cao là 85. Ngang là 60. Mình cổ là 15 cái nhà mình đây. Đó. Mã số 12 cái nhà. Hồng gân và dưa hấu đỏ ha. Cái mã số 12 này em xin cho luôn cái nhà mình là 290k luôn cái nhà mình đó. Cây cái dáng cũng quái nha. À. Bà con mình về sửa thẳng được nha. Dạ, đúng đúng mình ta cái nhà mình đó. Dùng dây nó bị nghiêng. 290 mã số 12 hai màu, hồng gân và dưa hấu ạ. À. Này có cái gốc này nó ác này, mã số 13. À, một màu, tàn ít mà đế thì ngon nè. Lá nhuyễn siêu hoa, Sakura Blaikan. Bông nó rất đẹp luôn, nắng. Cao đây thì 65 ạ. À. Ngang vậy thì 37 à. Phớt hồng mà hồng nu nha bà con, hồng nu đẹp lắm.
mình có nó 17 cái nhà mình đó, dít cắt nó đây ha, để chắc keo đây cả nhà. Đất này cắt hết còn một rễ của im nha. Rồi Ghê cây quá. phát hồng bà lê cam những chinh lưu là 320k cả nhà mình đây. 320k. Hai mã số 13 cả nhà, cẩm thạch phát hồng bà lê cam ạ. Thì mã số 14 14 em cũng dưa vừa hấu. hấu ạ. Dưa hấu đỏ, cây đang nụ nha bà con. Nụ này Cao nở nó qua Tết nó mới tàn. 70 hơn. Cao 70 đi. Ngang vậy 50. Quanh cổ là 16 hơn cái nhà này, 16 luôn. Đó, mã số 14 cái nhà. Cái gì hấu này em xin với luôn cái nhà mình là 290k luôn cái nhà mình đó. 290. Rồi. Dưa hấu mã số 14 ạ. Tiếp mã số 15 luôn cái nhà mình, vẫn là dưa hấu đỏ mới búp mới nở ha. Dưa hấu đỏ, cây đang búp bà con ơi. Mỗi đọt là mỗi búp nha. Cao đây là 80. Ngang 55. Mình cổ là 14 cái nhà nè. Đó, đối như trên hình luôn ha. Mã số 15 ạ. Dẫn với luôn cái nhà mình là 290 luôn cái nhà mình, cái dưa hấu đỏ luôn ha. Cây đang nụ. Rồi, cái nở có nở luôn đây. Mã số 16. Tiếp theo, cây này cũng đang chớm nở và một số còn đang nụ nha. Chứ nó không phải nở hết đây bà con. Cao nó 70 hơn. Ngang nó là 45. Mình cổ là 15 ạ, hơn luôn ạ. Đó, một bo duy nhất luôn ha. Nhánh lên. Cái này em xin luôn là 280k cả nhà mình đây. 180. Mã số 16 dưa hấu đỏ ha. Bệ đế rất là quái. Số 17. Đây. Ba màu cả nhà. Ba màu. Trắng tuyết, tím tuyết và tím pháp. Đó. Cao này thì 78 ạ. Ngang 57 ạ. Đế sổ đẹp quá. Vành cổ 19 cái nhà này. Đế này đẹp ha. Đó. Dán bài. Mã số 17 cái nhà. Nè xin như luôn cái nhà mình là 300k cái nhà mình đây. 300k rồi. Cái cây ba màu ha. Mã Ba số màu. 17 ạ. Tím bướm, tím pháp và trắng tuyết. Đúng rồi. Đó. Mã số 17. Mã số 18. 18. Cây hai màu Hai ha. màu siêu hoa. Hai màu tuyết, trắng tuyết, tím tuyết nha bà con. Cao nó 63. Ngang này xè gì ngon. Ngang 57 ạ. Lùng lực nha cả Ghép nhà. lên cái đầu rễ nha bà con. Mình có là 17 hơn cái nhà mình đây. Ghép trên đầu rễ luôn. Số Lùng lực 18. bonsai. Cái này xin mã số 18 hai màu tuyết nha. Xin lưu là 250k cả nhà mình đây. 250. Gửi. Cái mã số 18 ạ. Cái mã 19. Chính. Vẫn là hai màu luôn nè. Cao này thì nó 75. Ngang này thì 55. Quần cổ đây là 13 cái nhà mình đây. Đó, gửi quần mèo như trên hình luôn ha. Mã số 19 hai màu tiết này vẫn lưu 250k luôn cái nhà mình đây. 250. 250k rồi. Hai màu tiết luôn ạ. Mã số 19. Mã 20. Mã 20 cái nhà. Này hai màu ha. Tím tuyết và cam lửa ha. Và đế hết sấy nè. Này cao nó là 85. Ngang là 70. Mình cổ là 19 luôn cả nhà mình ơi. Để đế bự luôn ha. Đó. Để sổ quái luôn nha. Sổ quá luôn. Rất là đẹp. Rồi cái mã 20 này hai màu cả nhà. Xin luôn là 470k cả nhà mình ơi. Cam lửa và tím tuyết. Cam lửa tím tuyết. 470 cả nhà. Mã số 20 ha. Mã số 21. Này cũng hai màu luôn. Trắng tuyết và Trắng tím tuyết tuyết và ạ. tím tuyết phơm tròn à, rất là dày tàn rồi nha. Tàn tròn như trái banh đó. Cao là 84. Ngang đây là 68 ạ. Mình có đây là 22.
2:30 gần 23 cả nhà. Bởi đến rồi. Mà 21 nha, 2 màu tiết, cái này em xin cho luôn là 470k luôn cả nhà mình ơi. 470. Được cái hai màu ha, mã số 21 ạ. Lên mã chót à. Mã 22, số 22. Cây này hai màu luôn. Ba màu nha bà con. Hồng gân, cành vàng, lá ngọc. Dạ, dưa hấu đỏ ha. Đây. Cao đây là 80. Ngang đây là 60. Quanh cổ là 14:30 nha. Một rễ co lắc nha cả nhà. Rồi cái này em xin giao lưu cả nhà mình là 280k cả nhà mình ạ. 280k cho cây ba màu. Mã 22 như là mã chót cả nhà. Rồi nhà vườn Văn Giang Trân Thành cả nhà gần xa đó xem hết video. Cả nhà hợp nhãn Calo, số điện thoại của em là 0795428752. Anh Lim ghim trên màn hình nha. Rồi chào cả nhà. Rồi, mến chào anh Văn Giang nha. Cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chốt hộ nhà vườn nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp nha. Bye bye bà con ạ.